bong hai nhóm pi con bạn khai luôn tình chi mình nè đại chi sao mẹ rồi bộc liền lên được chưa ta có cho sạch xa luôn cho lực đồng cán luôn con chi sao mẹ mẹ được tí rửa con cho sạch xa là lực đồng cán tôi mới tin rồi bộc con mẹ này được tí nu mình mẹ con ca này dây rồi bộc con mình ca tết to thì nâng lông chủ nung cả là tí đại cổng cung tầm những quan nhà hàng hôm nay vì phương long trong phong cà lạt tì cổng cung tay các ba nhà hàng hôm đó thô ba nhà hàng lúc cô cứ trong trường nung cà lạt tì cổng cung đẹp sai công nghiệp hộ vì đồng đồng cô hôm nay kể cổng cung ta cổng ca nơi đồng đồng xe mình mang chỉ đồng đồng hộ vì đồng đồng lọ để cho nên lúc xe đạp con muốn đồng quạt thổ xe xong một cà lạt tì ngó có bà bà thá, một nụ khổ mũi xong bốt bốt nhóm này chỉ xa vẹ mình mê ông kính mũi rừng đời xa mũi tỉ, từ đời xa để sư ký, nên bè tỏ chí để vô với đá còn bà bằng hai cơ hình tì vô cổ được chứ nên không chung ngông đúng quát chính nhạc đá à, có sao mà được chứ nên có thật xe xong bốt lúc tới cơ hình chung ngông tìm ruộng cơ hình chung ngông cả là tì còn bông ta miền vùng biển khó pi đồng nhân lõ miền ta xa đồng nhân xê khó pi đồng nhân lõ cứu cùng riêng khai khai bàn trôi được nông trông trường đúng tâm tin hai bộ kia chặp đàm xa khó pi đồng nhân lõ thôi này bộ kia này dây đại biệt cho bảo bộ kia đang này dây dạng tôi này dây cái gì đây khai bộ phôn ơi vì muốn lúc sẽ coi ba một huyết thả rồi sân ba chưa lừa về sự ký nụ nâng tự ba sẽ lấy sân trụ hay coi ba là một hai tháng ca này dây là bao lúc sẽ gặp coi mình cần phải kì cụ cùng quý ở group ở khai khai lúc mà ra thật ca cụ chứng nông ca là tin như thế này thả ca một huyết là bao lúc sẽ gặp coi thả ca chưa lừa về sự ký tại một bộ cụ mình bán sự cụ phật mến kì mình trâm trơ kì quát ban một riêng để can bộ trưởng đông ca là tin nhận được chuyện trong quốc luôn anh ta hãy kịp chơi riêng bao bằng chào cho thà và sân ba trong ban tập tu sẽ lấy sự group bất mến nè đại chưa được lên sự ký tra ta bằng hai ngày kể ca cắt sợi nhận được chuyện kê một riêng nhận được chuyện ca cắt sợi cuối tiền tương tâm tập tu ban sẽ lấy sự group quen lên lúc trong quốc ca lúc group lại thay ban một riêng mình giam lên tiền, phu kê con này dây mua một cái thang lô sẹo con mình bé chỉ sao vậy, rồi một đêm suy nghĩ, hay cái bàn lớn mua là hai thang làm, mua là hai cái bàn làm, tham mấy con nó mang chuốc đêm suy nghĩ mà đòn na tiền, tăng vì con vì muốn con thu chi mà đâu đá biết biết, bất mấy lục sẹo con vì muốn con chỉ nhé biết biết cứ bỏ ra, con tay về để con thua đồng má từ đàn má. Presby bán một chút chỉ mới nâng lộ sự nhạc quốc đại môn đồ bóng chung quốc tôi chết sống hai bên đúng Presby bán đi dây thăm sốt ơi này xó ai thì nhạc nông chừng luôn hôm nay là ai thú tốt luôn đối chứ nên bà ông bà chân ấy quá vì nhạc điện biên bà ông bà khoai tôi chia nhạc bồng ra bà ông xung đô chỉ vứt chỉ mùi nâng đồng đằng đó nụ cứ chỉ ca tra hai cục mềm rồi bỏ về sự kiện vẫn đai cực khai khai nó vào một biến thái con vẫn đai chua về sự kiện một đó nữa vì bố vì mô con chỉ nghe đá biết biên lại chưa bỏ đập về đâu cô chừng nôn một cả là tí chọc đạn ồ sáng sáng ồ tôi tua đồng đằng vì cứ chết phụ kia chưa ra một chút này đối với nên lâu sự việc quan viên tuyên tin đã bày ra việc phụ chính và bộ quản đối với nên phụ kia ba mình liên tham ấy bố bố nơi cũng thua ta luôn bố đảo quay đây lực con mình liên không thua ta đối với nên phụ kia ba miên cùng nhận đồng đối với nên phụ kia ba ra tất cả sự mạng chấp phụ chính ông cả là tin đối với nên một tay mẹ trời tài tự tu đồng đồng lọ
របស់ខ្ញុំវិញគ្រូខ្លាចខ្លាចសេចក្តីបង្រៀនរបស់ខ្ញុំល្អត្រឹមត្រូវសូមទទួលយ៉ាងដូចនេះនោះគឺជាសម្ដីរបស់គ្រូខ្លាចខ្លាចពួកគេបានមិនចូលសេចក្តីបង្រៀនថ្មីទៅកាន់ពួកជំនុំកាលាទីនេះគឺជាទង្វើមួយដែលពួកគេកំពុងតែលុបបំបាត់ទូនីតិរបស់មូសេហើយពួកគេកំពុងតែចង់បំផ្លាញពួកជំនុំរបស់យើងមើលតើការនិយាយរបស់លោកគ្រូខ្លាំងខ្លាយនោះត្រឹមត្រូវទេនោះមិនត្រឹមត្រូវទេពួកគេកំពុងតែចង់បំផ្លាញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពួកគេចង់បំផ្លាញនៅជំនឿរបស់យើងបំផ្លាញចាយើងនិយាយដូច្នេះនោះគឺជាដែលយើងហៅថាគ្រូខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះសេចក្តីគំនិតរបស់ពួកគេមានបញ្ហាធំមែនទែនចំពោះសេចក្តីជំនឿមែនទេបងប្អូនសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកគេសេចក្តីសង្គ្រោះលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយមិនសម្រាប់នៅលើជាឆ្កាងប៉ុណ្ណោះទេគឺរាប់បញ្ចូលឬក៏បូកបញ្ចូលថាទាំងមានការកាត់ស្បែកដែរបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពេញនោះសេចក្តីបង្រៀនគេនឹងជួយនេះគឺជាបញ្ហាពួកគេកំពុងតែបង្ខូចតម្លៃនៃសេចក្តីសង្គ្រោះពួកគេកំពុងតែបង្ខូចឬក៏បន្ទាបឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គត្រឹមតែទីនោះគឺជាគំនិតរបស់ពួកគេពេលនោះលោកសាវកពលចាប់ដាក់លោកសាវកពលបានដឹងបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំកាឡាទីពេលនោះលោកសាវកពលបានសរសេរសម្បត្តិកាឡាទីលោកបងប្អូនចំអល់ប្រាអំពីគំនិតរបស់លោកខ្លាំងថាគាត់បានបង្រៀននោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់គាត់នោះកំពុងតែចង់ទីឲ្យលោកអ្នកធ្លាក់ក្នុងបងភ្លើធ្លាក់នៅក្នុងសេចក្តីឈោបោររបស់គេគេកំពុងតែបន្ទាបបន្ថោបក្នុងល្អនោះបងប្អូនអើយដូចនេះយើងមានព្រះគម្ពីរក្នុងណាស់បងប្អូនអាចសិក្សានៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនេះសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូផ្សារនៅល្អគ្រូពុកម៉ាហើយនឹងគ្រូបង្រៀនមកដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងត្រូវមានមើលព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាបុគ្គលណាកំពុងតែបង្រៀនខុសឆ្គងបុគ្គលណាកំពុងតែបង្រៀនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសម័យមួយនៅក្នុងសម្បត្តិពលបាននិយាយថានៅក្នុងសម័យមួយនៅបងប្អូនចង់លោកគ្រូដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលត្រូវចិត្តពុកដូច្នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនៅក្នុងកាឡាទីលោកសាវកពលបានដឹងហើយក៏បានសរសេរសម្បត្តិកាឡាទីផ្ញើបង្ហាញថាអំពីការបង្រៀនខុសឆ្គងរបស់គ្រូផ្សេងផ្សេងដូចបន្ទាប់មកទៀតលោកសាវកពលបានណែនាំទូនាទីរបស់គាត់មុនដំបូងមែនទេគាត់បានណែនាំទូនាទីរបស់គាត់មុនដំបូងនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់លោកមិនមែនចង់អួតអំពីទូនាទីរបស់គាត់ឡើយគឺគាត់ចង់ការពារជំនុំហើយរសារនឹងល្អរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានបរិសុទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះក៏ចង់ថែរសារទាំងពួកជំនុំទាំងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានល្អមិនចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់ណែបុគ្គលណាម្នាក់បន្តៀបបន្ថោកដំណឹងល្អបន្តៀបបន្ថោកសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គបន្តៀបបន្ថោកអំពីព្រះលោកិតរបស់ព្រះអង្គនោះឡើយនោះគឺជាគោលបំណងគាត់ដែលគាត់បានប្រាប់អំពីទូនាទីរបស់គាត់មុនដំបូងបន្តមកលោកសាវកពលបាននិយាយថាគំនិតរបស់គ្រូខ្លាំងខ្លាយនោះមិនមែនជាដំណឹងល្អដូចគ្នាឬក៏ស្រដៀងគ្នាឡើយបងប្អូននៅទីនេះប្រុងប្រយ័ត្នពេលឡើយស្ដាប់បង្ការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូម្នាក់យើងគិតថាអូដូចគ្នាអូស្រដៀងគ្នាណាប៉ុន្តែទៅទៅវិញឬក៏នៃអាការៈស្រដៀងគ្នានោះខុសដាច់សម្លាប់ពីសេចក្ដីបើសិនមកយើងបងប្អូនបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុមារអេវ៉ាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានហាមនៅពីរបស់ព្រះបាននិយាយមកកាន់អេវ៉ាអេវ៉ាគាត់ថាអូស្រដៀងក្រែងនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គថាជាមិនខានស្លាប់ស្លាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែពូព្រះថាម៉េចអរិយប្រាប់ថាម៉េចក្រែងនោះអត់មានពាក្យណាស្រដៀងគ្នាទេ
ហោះពីព្រះបន្ទូលគឺខុសតែម្ដងឬគោលនៃការសម្រេចនេះគ្នានោះធ្វើឲ្យយើងអាចធ្លាក់នៅក្នុងបន្ទូលយ៉ាងនេះសូមមកប្រែទៅវិញហើយកុំគិតថាវាស្រដៀងហើយឬក៏ដូចយើងត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយដំណឹងល្អមានតែមួយផងដែរវាមិនមែនជាដំណឹងល្អដែលពិតឡើយតែពួកគ្រូខុសឆ្គងបានផ្សាយបានបង្រៀននៅក្នុងក្រុមជំនុំកាឡាទីដូច្នេះលោកបានប្រាក់នៅក្នុងខទី8ទី9ខ្ញុំនឹងអានម្ដងទៀតលោកបានប្រាប់ថាម៉េចលោកបានថាប៉ុន្តែបើយើងខ្ញុំឬទេវតាពីស្ថានសួគ៌នឹងប្រាប់ដំណឹងណាមកអ្នករកគ្នានោះពីដំណឹងល្អដែលយើងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយនោះឲ្យគេត្រូវបណ្ដាសាចោលឯសេចក្តីដែលខ្ញុំទើបនិយាយអំពីមួយនេះនោះខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតថាបើអ្នកណាប្រាប់ដំណឹងណាខុសពីដំណឹងល្អដែលអ្នករកគ្នាបានទទួលពីមុនហើយដែលអ្នករកគ្នាបានទទួលហើយនោះឲ្យគេត្រូវបណ្ដាសាអ្នកណាដែលផ្សាយព្រះបន្ទូលផ្សាយដំណឹងល្អខុសពីបងប្អូនបានទទួលពីសេចក្តីពិតដែលគ្រូពៀវបានផ្សាយរូបសារដល់ផ្សាយហើយបងប្អូនស្គាល់ដូចយល់ដឹងថាគេទទួលដំណឹងល្អខុសនោះលោកសៀវផងថាម៉េចអ្នកដែលផ្សាយឬក៏អ្នកជំនឿនោះឲ្យគេត្រូវបណ្ដាសាតែដូចនេះនៅលើផែនដីនេះបងប្អូនសូមចាំអត់មានដំណឹងល្អណាទេដំណឹងល្អនោះគឺតែមួយតាមរយៈដំណឹងល្អនោះគឺមនុស្សមានអំពើបាបទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះអាមែនតែមួយប៉ុណ្ណោះអត់មាននាមឈ្មោះណាទៀតឲ្យមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីអំពើបាបគឺមានព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យមនុស្សបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានត្រាស់នៅព្រះដ៏មានជាមួយតែមួយគត់ដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាដើម្បីសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយមានសេចក្តីសង្គ្រោះណាក្រៅពីព្រះនាមរបស់ព្រះស្គ្រីបឡាមាននាមឈ្មោះណាទៀតគ្មានដំណឹងល្អណាទៀតព្រះស្គ្រីសុគតនៅលើឈើឆ្កាដើម្បីលួងអំពើបាបរបស់លោកនេះបាទនេះគឺជាដំណឹងតែមួយព្រះលោកថាបងអត់មានពុំបញ្ចូលការកាត់ស្បែកអត់មានពុំបញ្ចូលការប្រព្រឹត្តអត់មានពុំបញ្ចូលការធ្វើបុណ្យអត់មានពុំបញ្ចូលអ្វីផ្សេងឡើយតែមួយជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនឹងលាងសម្អាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ្ញុំបានណែនាំជូនព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ14ខ6ព្រះយេស៊ូវវាបានទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបានមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាដែលអាចប្រហូរមួយណាបានព្រះបានជាថាបើអ្នកអត់មកតាមខ្ញុំអ្នកអត់មកតាមខ្ញុំទេអ្នករកផ្លូវទៅឋានសួគ៌មិនឃើញឡើយបើអ្នកអត់មកតាមខ្ញុំអ្នកនឹងរកផ្លូវឃើញណាផ្លូវទៅមិនឃើញព្រះបន្ទូលចង់ប្រាប់យ៉ាងយឺតប្រាប់យើងព្រះសេចក្តីបាសព្រោះមនុស្សមានអំពើបាបដោយការអីលះបង់ប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គតោះជីវិតរបស់ព្រះអង្គតោះសុគតនៅលើឈើឆ្កាព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃដ៏ខ្ពស់លឺអ្វីអ្វីទាំងអស់លឺអ្វីព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃដ៏ខ្ពស់មែនទេដូច្នេះមិនចាំបាច់មានអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យយើងនិយាយដែលយើងត្រូវការលើពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើងត្រូវការតែមួយដំណឹងល្អទៅទូជាលើព្រះសិគ្រីត្រូវការព្រះលោហិតរបស់ព្រះប្រសិនបើយើងត្រូវការដំណឹងផ្សេងផ្សេងត្រូវការអ្វីផ្សេងផ្សេងយើងគឺជាបុគ្គលម្នាក់កំពុងតែបន្តបន្ថោកនៅដំណ ্লাই នៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយើងកំពុងតែបន្តបន្ថោកនៃដំណឹងល្អនេះដូច្នេះបងប្អូននិងខ្ញុំត្រូវចងចាំថានៅពេលមនុស្សមានបាបចង់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះមានន័យថាពួកគេត្រូវការព្រះលោហិតរបស់ព្រះស្ព្រីតតែមួយប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវការព្រះលោហិតប្រោតតែមួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សនឹងបានស្អាតចេញពីអំពើបាបអាមែនសេចក្តីមានចប់នៅទីនេះបងប្អូនអើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះលោហិតនោះគឺជាសេចក្តីពិតយើងត្រូវការព្រះលោហិតរបស់ព្រះស្ព្រីតដើម្បីសង្គ្រោះយើងនោះគឺជាសេចក្តី
ở miền sài tây bận cả hiện nay trong sự tham gia vào một đồng bọc này là chuộc được nông sài tây này amen đã bây giờ đây là hạt đấy bận ăn nơi để cún được bỏ bỏ sài tây sông xa là bỏ bỏ được nên sông chiêu diêm sai sài tây cái này tất cả một nụ đại chất ở lần đầu bỏ bỏ trước tiếp ở lần đầu bỏ bỏ ta mình giải quyết một môn này dễ tới ta mình giải cả cái ca để dùng luôn đấy để dùng chưa về streaming cả pháp đồ dùng cái chế bóng ôi để dễ ăn vừa khơi được nông chứa vật mọi dân khơi về streaming được nông chứa vật mọi dân dùng cái chế bóng ôi để dễ ăn vừa khơi về streaming. Amen. Được chứ này bộ môn này chỉ cho ta trong sông lực thật bộ môn này sông sắc xa ra thông pin ăn ra thông pin đã bè dùng à chứ này cục giang sinh đây là ăn cái thằng pin rồi bỏ vào ông đó mùi thằng ai mua chung cục pin chung cục bay chung cục mùi cái thang khăn của ba ở đó bỏ vào ai rock bọn thai mới biết ăn cái thằng pin mình đang ăn thang của ba. Amen. Làm bây giờ ăn chung nhạc xong bỏ vào luôn nơi đời xa đầm năng của ông bân lươi đầm năng của ông hai nơi đánh côn rồi bỏ vào ông tục chất tất cả của ông tục chất lượng sức khỏe của bọn bọn vì chúng ta sẽ đưa được bọn 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 nâng rừng mò bọn bọn nâng miếng chơi chung nè cũng là lực hành này ní bọn bọn nâng rừng nơi đó sẽ lấy sọc xa rồi bọn 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 sống hạ được hành chung với đi kia bây giờ nói chung thân tư vụ của bọn bọn trông xung ra bí lý để dân xong mà sẽ bằng cả ati bài nâng ati bài bài bằng tư trông nhưng nông bài bằng bí kà lạ tì để bố chung nông kà lạ tì bằng bọn đẹp miếng bánh hạ khang đại bố kê vùng huyết nay đầm năng là o bật đây chỉ đầm năng là o bằng khôn nên đầm năng là o hay bố kê vùng huyết sẽ lên đầm năng đầm năng là o bằng tầm trời đây chỉ nên xong rõ bằng cá biết bố chung đông ra về sạp bài hay bố chung đông nên lực nông tự tay cao chiều lực nia ở bố kê bán xe lại bằng tu lại cầm bài mình cài khó chú gông nà áp vùng huyết bố kê chết bí sĩ đầy bật nô lại trung mục cung o con trung trung mục cung trời ca prong prong ấy đầy nông bình yếng chung o bài con trung và prong bằng đo đồng lạng đánh nha sự phía và yếng chung ở đây này ai chạy chạy về bằng tư bản yếu chân ổn cùng trường ngày yếu chân sông thoại cả hạt tình bài mà bên này thoại đại lực của niêm bè yếu sư kri. Amen. Ở cùng bọn bên này chân trọng rạp mà xem xin được cả bộ bốn bộ bốn của tôi bị như thoại mình cũng chọn nhằm bài hai xong bộ bốn một càng ra về hiệu bộ dưỡng như riêng trong sản áp ra về hiệu chung mùi lực niếm đang tí thư liên đang nông ra về hiệu tụi bây chỉ sắp ngay những liên và đói quân ta lưu lên sống ăn cả lại đang là những ai sống ăn bàn xong lưu tha cả lại những ru là cả lại có đường biến từ ngày mùi đến khi chỗ liên hào hay đang sạp xe xe nó là tất cả tất cả mùi tiết khi chỗ liên bàn vì cho nên như trong sáng thâm tha bây giờ mình chắc chắc một cạn bạc ở mình cạn phải một cuộc chung kỷ niệm. Hallelujah. Vì cho nên như sống ăn cho mùi đến cái nếp hay cái nếp nông ca đại kê bậc ca ao nông ca chụp chung nế dây nằm chỗ luôn thoải mình cùng nâng đẹp về hiền hôm nay xong ra một tiếng to tập học nia. Amen.
សូមប្រទានហើយដែលយើងជម្រាបកាន់អ្នកនេះសូមអរគុណដែលបានឲ្យយើងខ្ញុំដោយជាយើងខ្ញុំបានអរគុណដែលអ្នកស្គាល់ផងដែលយើងជម្រាបដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំដែលក្នុងស្រីពងឡាយតែសូមប្រយ័ត្នខ្ញុំរូបពីព្រះ